Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Ở cái giai đoạn hiện tại thì bất động sản đang trong một cái quá trình là giảm sâu, rất là sâu luôn. Thanh khoản thì kém và đa phần là những nhà đầu tư bây giờ đang còn kẹt lại thì vẫn muốn thoát hàng ra bằng mọi cách. Bởi vì cái áp lực về tài chính của họ quá lớn đi, do họ sử dụng đòn bẩy quá đà, thậm chí là chơi tay không bắt giặc luôn. Họ không sử dụng vốn của mình mà sử dụng 100% là từ vốn vay cộng với là tiền vay mượn của bạn bè, người thân. Đối với các công ty lớn thì họ cũng sử dụng đòn bẩy tài chính rất là nhiều. Thậm chí là họ sử dụng những cái công cụ như là trái phiếu để mà huy động vô tội vạ. Bây giờ thì trên tất cả các trang rao bán bất động sản đều có những cái thông tin rao là nhà ngộp. Và thật sự là có ngộp hay không, hay chỉ là cái chiêu trò lừa bịp người dân, thì hôm nay mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu trong video này nha. Thông thường khi bạn đi vay vốn ngân hàng thì ngân hàng thường định giá thấp hơn cái giá trị hiện tại của tài sản và cho bạn vay theo một cái tỷ lệ dựa trên cái số tiền được định giá theo giá của ngân hàng, đúng không? Thì bây giờ ví dụ nè, cái tài sản đang được mua bán trên thị trường với mức giá là 1 tỷ thì ngân hàng định khoảng tầm là 700 triệu mà thôi và cho vay chỉ khoảng là 70% đến 80% trên cái 700 triệu đó, khoảng tầm là 500 hoặc hơn 500 triệu mà thôi. Thế nên suy cho cùng là đối với một cái tài sản với mức giá bán mua bán trên thị trường là 1 tỷ thì ngân hàng cho vay khoảng là 50% giá trị thật của nó mà thôi. Chính vì cái điểm này, dựa vào điểm này thì nhiều môi giới họ không ngừng xoáy sâu vào để mà tạo ra cái sự khác biệt của cái bất động sản. Bây giờ là họ đánh vào cái tâm lý là bất động sản nó giá rẻ. Nếu mà mua bất động sản với một cái mức giá như ở cái ví dụ trên là 700 triệu đi, thì mình đã mua giá nó rẻ hơn so với thị trường rồi. Giờ giá thị trường là 1 tỷ nhưng mà mình mua với mức giá là 700 triệu thôi, bằng cái giá trị định giá của ngân hàng thôi ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là mình đang mua rẻ hơn so với thị trường là 300 triệu nếu mà căn cứ vào giá của ngân hàng định giá. Và chính vì thế các tin rao trên thị trường hiện nay đại loại như là hiện tại ngân hàng đang định giá là 4.8 tỷ nhưng mà giờ kẹt bán luôn với mức giá là 4.4 tỷ, có nghĩa là bán thấp hơn cái giá trị định giá đó các bạn. Hoặc là có thể có thông tin rằng là ngân hàng định giá cho vay được 4 tỷ nhưng mà bây giờ thì chủ bán ở mức giá là 4.2 tỷ. Nó sẽ hơi cao hơn một xíu so với giá của ngân hàng định giá nhưng mà mình vẫn thấy nó rẻ. Và thậm chí là có những tin rao ví dụ như là ngân hàng định giá tài sản 4 tỷ, giá bán chỉ có là 3 tỷ 9 mà thôi. Đó là rao thấp hơn cả cái giá trị định giá của tài sản luôn. Trên thị trường hiện nay thì đủ thứ cách để mà rao nhằm thu hút được sự quan tâm của người mua, cho nên là môi giới thường sử dụng các thông tin như vậy. Và nếu như ai mà không hiểu hoặc là không nắm kỹ thì rất là dễ dàng dính bẫy ở chỗ này. Bởi vì cái lý do là cái tin rao vặt đó nó vẫn đúng thông tin. Tất cả các thông tin mà môi giới rao đều đúng. Ngân hàng định cũng đúng cái mức giá là 4 tỷ luôn, bây giờ bán 3 tỷ 9 luôn. Rõ ràng là như vậy. Trước đây ngân hàng định giá ở một mức giá đó, người bán họ đang vay với mức giá là hơn 3 tỷ luôn, bây giờ là bán với mức giá 3 tỷ 9 là thực sự là mình thấy là rẻ rồi, đúng không các bạn? Đúng là chủ nhà đang ngộp rồi. Nhưng mà trong giai đoạn đó là giai đoạn bình thường, trong thị trường lúc đó là thị trường đang sốt nóng thì giá trị thực nó thực sự là ngon nếu mà mình mua tại thời điểm đó. Bởi vì cái lúc đó là bất động sản đó nó còn cái thanh khoản. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì chưa chắc nha. Giá bất động sản đã giảm bình quân, ví dụ như là ở trung tâm là khoảng tầm là 10 đến 15% rồi, và ở vùng ven tầm là 20 đến 30% nếu mà những cái khu đất nền có sổ, khu đất nền không sổ còn giảm sâu hơn nữa. Và đối với những cái bất động sản dự án chưa có sổ thì nó giảm rất là sâu luôn, khoảng tầm là 40 đến 50% luôn, thậm chí còn cao hơn nữa. Giá nó đã giảm rất là sâu như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa có người mua. Vậy thì những cái thông tin rao trên mạng là rao đúng nhưng mà nó sai cái thời điểm thôi. Mình nên nhìn nhận vào thực tế là ở như vậy.
Nếu mà căn cứ vào giá của ngân hàng thì phải căn cứ vào cái thời điểm định giá là thời điểm này mới có thể là mình xem xét được. Và cái việc cần làm bây giờ là bạn phải định giá cái tài sản đó tại thời điểm này. Bởi vì cái giá mà ngân hàng định cho người bán á, thì cái thời điểm đó là người bán họ vay lúc thị trường nó sốt nóng, giá nó đang tăng lên rất là cao. Mà ngân hàng định giá thì nó lại định giá theo giá của thị trường. Và nguyên tắc của ngân hàng là sẽ giảm trừ rủi ro trên giá của bất động sản đó, giá của thị trường đó, để mà ra được một cái mức giá chung, một mức giá của ngân hàng. Thường là khoảng 70% giá của thị trường mà thôi. Thế nên trong thời điểm đó thì ngân hàng cũng phải dựa vào giá của thị trường. Thậm chí là có nhiều tài sản lúc mà bên bán họ vay á, thì họ tác động với bên bộ phận định giá của ngân hàng để nhằm tăng cái giá trị tài sản lên, để họ vay được mắc khung luôn, vay cao nhất có thể luôn. Họ sử dụng tay không bắt giặc là như vậy đó các bạn. Cơ bản là cái giá trị của tài sản tại thời điểm đó là đang bị định giá quá cao rồi. Thế cho nên quay trở lại thời điểm hiện tại, nếu như các bạn lấy cái tài sản mà đã được định giá trước đó, ví dụ như cái ví dụ trên là 4 tỷ đi chẳng hạn, và bây giờ mình sẽ gửi cho ngân hàng định giá lại tài sản đó, thì dám chắc với các bạn luôn là giá trị của tài sản đó sẽ giảm xuống. Nó giảm xuống khoảng tầm là 3 tỷ rưỡi hoặc là 3 tỷ mà thôi, thậm chí là còn thấp hơn nữa. Không tin thì các bạn cứ đi hỏi thử xem ha. Các bạn nếu mà vay trước đó rồi, vay ngân hàng rồi, các bạn được ngân hàng định giá cho một tài sản rồi, thì bây giờ các bạn cầm chính tài sản đó, các bạn nhờ ngân hàng định giá lại thử xem. Thấp hơn là cái chắc luôn. Tại vì ngân hàng á, họ sẽ định giá theo cái cơ chế thị trường. Thị trường mà tăng lên thì họ cũng định giá tăng theo, và thị trường nó giảm xuống thì họ cũng định giá giảm theo mà thôi. Chính vì vậy, cái giá trị mà người bán họ được ngân hàng định giá tại cái thời điểm mà người bán họ làm cái thủ tục vay, thì đúng tại thời điểm đó là thời điểm sốt nóng hoặc là thời điểm thanh khoản của bất động sản đó đang còn tốt. Nhưng mà tại thời điểm này lại khác. Thời điểm này thì thanh khoản đang dần về con số 0 rồi, và người mua nhà đều phải thắt chặt chi tiêu, không dám xuống tiền trong thời điểm này. Hiện tại thì các nhà đầu tư đang bán tháo ồ ạt, rất là nhiều sản phẩm để mà lựa chọn. Môi giới thì họ rất là khó khăn trong công việc môi giới mua bán bất động sản, không chốt được nên họ phải tìm mọi cách để mà giật tít cái thông tin lên thôi, đăng ảo cũng như là lôi kéo khách hàng. Càng thân với môi giới thì họ càng lôi kéo bạn dễ hơn mà thôi. Và đây cũng là cái lý do mà đa số người mua bất động sản bị dụ vào mua những cái bất động sản với giá trên trời, vượt khỏi cái tầm với, vượt khỏi những cái giá trị thực của nó, cũng chỉ vì là tin và nghe theo những cái lời mà mình cho là quen biết, quen thân với người đó, mình tin tưởng. Và xã hội bây giờ thì thật sự là nó rất là lạ. Và mới đây cũng có một cái tin nè, là con dâu, người con dâu này ở Đắk Lắk ha, đi chơi cờ bạc xong về là lừa gia đình chồng với mức tiền khoảng là 17 tỷ. Lý công an hiện tại là mới gồ cổ xong. Thật sự là qua cái câu chuyện này cũng thấy rằng là chứng tỏ rằng là thời nay nó đang dần mất đi cái kiểu là một miếng khi đói bằng một gói khi no rồi. Không có cái chuyện đó đâu. Bây giờ sống chết mặc bay, mặc kệ người thân như thế nào, họ sống sao cho cứ vừa lòng mình cái đã. Anh em ruột thịt cũng lừa nhau, từ mặt nhau, và thậm chí là dụ dỗ nhau vào đầu tư những cái đầu tư mạo hiểm. Bây giờ thì chết chùm hết. Đó là mình nói người thân đó nha. Chứ mà một môi giới mình chỉ biết thân thân một xíu thôi thì còn dữ hơn nữa kìa. Có rất là nhiều cái tình trạng môi giới họ giật tiền của khách hàng rồi. Trên bài cảnh báo của mình ở clip trước á, có một chị khán giả vào bình luận cũng thấy rất là thương luôn. Chị chính là nạn nhân của môi giới bất động sản, mà cái chiêu trò cũng giống y hệt như cái chiêu trò của mình đã cảnh báo trong các video trước rồi. Và thật sự rất tiếc và chia buồn cùng chị. Thôi thì coi như đó là một cái biến cố để cho mình cẩn thận hơn thôi. Đó là chị mất khoảng tầm là 100 triệu tiền cọc thôi đó, chứ còn mà mất nhiều hơn nữa mới sợ.
Ngoài kia còn rất là nhiều người mất hàng tỷ đồng, hàng chục tỷ vào những cái dự án như là rau má nè, những cái công ty mỹ phẩm nè, rồi kêu gọi góp vốn đầu tư trên nhiều lĩnh vực khác nhau với cái lợi nhuận chi trả theo ngày luôn kìa, chứ không phải là theo tháng, theo năm nữa, theo từng ngày luôn. Rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì rất là nhiều thủ đoạn và hành vi tinh vi khác. Bây giờ tiền của mình gửi vào ngân hàng nha, nơi mà xưa giờ nhiều người còn tin tưởng rằng đó là cái kênh an toàn nhất. Thế vậy mà còn vẫn bị ngân hàng lùa vào mua bảo hiểm, lấp liếm mua trái phiếu để mà rồi hô biến cái tiền tỷ đó, tiền tích góp bấy nhiêu năm của người dân, thậm chí là cả gia tài bay màu luôn. Vậy thì còn tin được ai nữa? Không còn tin được ai nữa đâu. Giờ bây giờ tiền của mình thì mình giữ thôi, mất cũng là do mình mà thôi. Em rất buồn vì clip của em bây giờ mới cảnh báo khi là mọi việc đã rồi. Bởi vì kênh bất động sản thường ngày của em cũng nhỏ và cũng mới thành lập cách đây chưa đầy một năm thôi, và chưa có sức lan tỏa gì nhiều. Nhưng mà em tin rằng nó sẽ giúp ích được mọi người một phần nào đó trong việc là phòng tránh những cái rủi ro khi mà mình tham gia vào thị trường bất động sản này. Và nếu như cô chú, anh chị và tất cả các bạn cảm thấy video của em có ích thì hãy chia sẻ đến gia đình, bạn bè, người thân của mình để giúp cho mọi người nâng cao được cảnh giác nhiều hơn và hạn chế rủi ro trên thị trường bất động sản này nha. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin thị trường cũng như là những cảnh báo thực tế trong video của em nha. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.